Xin chào tất cả cộng đồng mạng. Tôi thì thực sự ra mà nói là một người dân đã nghỉ rồi, là làm việc xong thì đến tuổi đã nghỉ rồi, về lao động bình thường. Thế nhưng đến giờ này thì có cái số máy 0964 363 102 đấy, thường xuyên đêm ngày điện cho tôi và chửi tôi, chửi bới dọa nạt các kiểu, mà xưng danh là đang ở phường Phương Lâm của tỉnh Hòa Bình, nhưng tôi hỏi ở chỗ nào thì không dám nói. Thế nên bây giờ tôi nhờ bà con cộng đồng mạng, tất cả mọi người sẽ tập trung vào cái số máy này thường ngày thường xuyên để giúp tôi tìm ra kẻ này ở đâu. Giờ đây nó vừa lại nhắn tin lại, không biết mày là thằng nào đấy, mà nãy nó điện nó chửi tôi mở máy tôi nghe nó chửi tôi là thằng mày, nó đang ở Phương Lâm Hòa Bình với nọ kia này khác, cả vợ con nó nói. Thì bây giờ tôi mong sao cộng đồng mạng giúp tôi điện thẳng vào cái số máy ấy để xem nó là thằng nào mà nó dám như vậy. Còn thực sự ra mà nói, tôi không muốn đi sâu vào việc này, bởi vì nó càng chọc tôi bao nhiêu thì con hoa càng chết bấy nhiêu. Tôi sẽ đưa hết ra những cái gì bằng chứng, kể cả con nó luôn. Nhưng nó ngu. Thằng này tôi nghĩ rằng là khả năng là thằng anh, thằng em nó gì đấy, chứ không phải là thằng nào đâu. Nó sẽ dọa tôi. Mày thích. Bởi vì đã nhắn tin cho tôi, nó dọa tôi rồi mà, tôi đã nói rồi. Nó nhắn tin cho tôi, nó bảo anh tao gặp mày thì răng mày lẫn lộn. Bờ, thế thì biết nhà rồi cứ ra. Mà cái tin nhắn là tin nhắn con hoa chứ không phải ai nhắn cả. Nha. Mà thằng em hoặc thằng anh nó dọa tôi. Thế bây giờ cái số máy tôi đọc lại một lần nữa, bà con cộng đồng mạng mình trong và ngoài nước tập trung vào số máy này cho tôi này: 0964 363 102. Chứ còn nó công kích kiểu gì, chứ còn số máy này thì nếu như không tôi sẽ phát đơn kiện nha, mà phát đơn hỏi tổng đài xem số máy này ở khu vực nào. Chứ nó đừng nói cái chuyện là xin rác xin giỏm gì. Thế còn số máy này tôi cảm thấy là không nói chuyện với nó. Nó điện cho chú, nó điện cho chú mà nó không có làm được cái gì thì cũng chỉ là cái bọn loại như là vỏ mồm thôi chú. Cái bọn này con nít ranh đấy, chắc có khả năng là anh em nó rút vào hát hoa thôi, chứ ai đâu mà. Tôi không cần phải chặn gì cả. Tôi đang muốn những kẻ ấy ở đâu. Hôm nay nó bảo nó ở Phương Lâm Hòa Bình nha. Ờ, phường Phương Lâm thì mày ở đường nào? Mày bảo ta 3 tiếng ta đến nơi, ta gặp mày. Giái nó bằng quả nó bóng. Nó không nói gì nha. Giái nó bằng quả bóng, nó không dám nói địa chỉ cho chú nữa. Chứ nó chỉ được cái vỏ mồm, nó lấy số điện thoại nặc danh lên, nó cứ nói chuyện với chú dễ gì. Chắc chắn là nha, anh em trong mổ nhà của cái hoa bây giờ muốn càng như thế này nhá, anh em cứ yên tâm đi, chú sẽ bung hết không còn cái gì để nói cho nó chết tiếp nhá. Mà bọn này cũng sẽ chết với chú, khi xong chú sẽ cho chúng nó biết thế nào là luật pháp nhá. Bây giờ chú không thích nói đi, cái nghề lừa đảo của tụi nó bây giờ lộ rõ cái bản mặt ra rồi, không lừa được cái đầu cay cú đi hù người ta. Nói chung cộng đồng mạng chính nghĩa đã hất bát cơm của nó vào mặt cục của nó rồi, nên bây giờ nó cắn càn. Dạ. Nhá, cái đó ai cũng biết. Nên là tất cả mọi người cũng vẫn đang hưởng ứng trong cái việc để giúp chính nghĩa làm ra sự vụ này, để tránh những cái trường hợp sau này. Mà đến giờ phút này thì mọi người cứ liên clip để xem bên Optiman hay là bên 179 hay bên là Duẩn Công Lý đấy, người ta đang nói đầy đấy,
vào mà xem đi để mày hiểu. Chứ còn nhá, riêng bọn này càng lên to mồm bao nhiêu thì càng chết. Kể cả các thằng Tam Mê Lốc, thằng Đỗ Phi nhá, bây giờ còn im mồm. Chứ còn chúng mày chờ đấy, hai thằng chó nhá, chưa tha đâu, đang dịch ta chưa tha đâu. Ta sẽ gặp trực tiếp mặt nó. Được hiểu chưa? Anh nghĩ chú bọn không cháu bao giờ được thành phần nào. Anh nghĩ bọn cháu không làm nữa là bọn cháu sợ hay gì á, sợ sợ tụi nó vô tù á, sợ. Nhá. Bây giờ nhá, cộng đồng mạng phải biết rằng giờ phút này tất cả chính phủ giả xuống đến toàn dân đều đi vào công việc chống phòng dịch nhá, chứ không phải đi vào những cái vấn đề ba cái lẻ tẻ nhỏ nhặt này. Cái này có cơ quan pháp luật người ta làm việc, kệ người ta. Thế còn bây giờ nhá, anh em cứ đi về cái vấn đề hướng thiện đi nhá, giúp đỡ những người bây giờ hàng mấy tháng người ta không đi ra ngoài đường ấy. Cái ấy mới là cái quan trọng giờ phút này. Thế còn cái kia kể cả 5 năm, 10 năm hồ sơ vẫn có sẵn, vẫn làm ra, không vấn đề gì cả, kệ đi. Nó điện cho cháu rồi nó điện cho mấy anh em bên này cũng chỉ là những cái số điện thoại nặc danh, mà điện là còn không có tiền gọi điện nữa kìa. Nhá máy nhắn tin mày gọi cho tao đi, thế không có tiền thì mày đưa số tài khoản tao bắn qua cho mà có tiền mà gọi. Bây giờ lừa đảo không có tiền, lấy tiền đâu mà nạp cả. Thì bảo rồi. Tao nói rồi mà, nhá. Đấy, thiếu tiền ăn, nhá. Thì bán yến hay yến nhãn gửi tiền vô cho nó ăn. Nó còn không có tiền mà nạp cạc điện thoại nữa thì lấy gì ra mà nó đi xử lý người ta được chứ. Cái bọn lừa đảo nó không có cái gì đáng là chúng ta bị sợ tụi nó hết á. Như chả con nó núp lùm nữa, nó lâu lẹ nó bực tức đây, nó ách đây, nó không làm được cái gì với cái thằng Hưng Hầm Cầu, cái thằng Thanh Hóa đó, nó tức quá đây, cái nó lâu lâu hoài nó nói mình, nhưng mà cuối cùng là nó cũng chỉ liếm đích mình thôi chứ làm được cái gì mình. Nói là cậu này đã sợ thì không bao giờ dám làm, mà đã làm nhá, việc đúng thì không bao giờ biết ngại nhá. Mình làm đúng theo lương tâm của mình, không bao giờ biết ngại. Thế nhưng mà thằng này thật sự ra mà nói, đến chục ngày nay rồi chứ không phải không nhá, cứ 1-2 giờ đêm đấy là nó gọi nhưng không nghe. Nhưng hôm nay nhá, đang ăn cơm chiều nhá, nó điện biết bao nhiêu cuộc, thế nhưng máy thì máy chú thì lực biết rồi, nó đầy cái ghi rồi không ghi được cái gì cả. Cái bọn dễ rách đó, nếu nó điện nó chú chặn nó luôn đi, nó không có nhiều số điện thoại đâu, nó không có đủ tiền thì nó mua nhiều sim mà cũng chả có nhiều tiền để mà nạp cạc điện thoại đâu, cho nên là chú cứ chặn nó lại là nó không có gọi cho chú được nữa. Không, chú lại không nghe. Cứ cho nó gọi bấm bấm nghe, nhưng không thì nghe mà nghe cái khác, nghe cái máy khác nhá. Kệ nó nói lúc nào tắt thì tắt thế thôi, không thì nghe. Còn nó gọi cho chú cái lúc 2 giờ sáng là có khả năng là lúc đó nó đang rút vào hắn rồi, cái con Hầm Cầu đó, cho nên là nó mới cay cú ấy. Đúng, lúc đó là chúng nó là bắt đầu mới húi hí với nhau, là nó mới nháy, toàn nháy không chứ không bao giờ điện. À, thì có tiền đâu mà điện. Cái số máy 102 này toàn nháy không nè. Dạ, nó không có tiền đâu, lấy gì có tiền mà điện. Ừ. Bây giờ ấy, người ta nói rồi, ở trên mấy cái clip vừa rồi ấy, Hương Nguyễn Hà Nội đã nói thật sự đúng 100%, không có gì sai nha. Tiền cần không ăn, đi bắt cua bắt ốc. Mà chú biết rõ ràng chứ không, ngay là sẵn. Yeah. Cả cái ổ của nó luôn chú ạ, kể cả cái thằng Thanh Hóa kiểu không có cái đút vô mồm đâu, chả qua là lên nói phép nói láo vậy thôi, chứ tiền đâu mà thằng đó có làm giám đốc cái gì, giám đốc móc bọc, giám đốc móc Hầm Cầu, chứ giám đốc với cái thằng đó, tiền bạc ở đâu đây tụi nó, không kể nó đi, tiền ở đâu. Xong vụ nhá, khi nào xong vụ thì nó sẽ lộ mặt ra hết, kể cả thằng Hương Hải Phòng, xong vụ hết, nhá. Yeah. Thì lúc bây giờ ấy, thì chúng nói không còn cái gì để mà nói. Thế thôi, còn bây giờ mình nhá, cứ chính nghĩ mình làm bây giờ nhá. Anh em mày cứ tập trung vào vấn đề dịch nhá. Nếu như là cộng đồng ấy, trong và ngoài nước ủng hộ bà con, thì
thì mình cố gắng, nhưng trong việc làm là phải cẩn thận về sức khỏe nhá. Dạ. Được Vậy bây giờ cái nhiệm chứ? vụ của các cháu là đang đi làm hoàn thành cái nhiệm vụ của mạnh thường quân cũng nguy hiểm lắm ấy, nhưng mà cũng vì tình người, vì lòng thương thì mình cũng đi giúp đỡ người ta. Chứ tụi nó cũng vô châm chọc cháu dữ lắm, nhưng mà nói thật sự ra là nó cũng chỉ là ganh ăn tức ở, thì nó thấy nó cháu làm được nó làm không được cái nó ganh tức ấy. Chứ còn mạnh thường quân thì lúc nào cũng Kệ yêu đi. mến mình rồi, cũng yêu thương người, người ta gửi tiền về người ta tin tưởng thôi. Chứ còn bọn nó thì không bao giờ mà kêu gọi được lấy 1.000, kêu gọi về nó đớp mất đi, làm gì mình ai mà dám tin tưởng cái bọn lừa đảo đó mà gửi tiền về chúng nó, cho nên nó cay. Mình làm được bao nhiêu thì người ta ghi nhận bấy nhiêu nhé. Xã hội bây giờ nhé, 4.0 rồi, người ta sẽ ghi nhận và sẽ có người đứng từ xa đấy, đừng có nói chuyện là ở gần đâu nhé. Một vài kẻ râu ria linh tinh, đừng có nghĩ nghĩ như thế làm khổ rất nhiều người, hàng bao nghìn người Ôi, cái bọn đó cháu gặp thường xuyên chú ơi, thế cái bọn ác đó thì cháu gặp thường xuyên mà. Cái bọn đó không làm được cái gì ai hết á, nó chỉ là gọi như là cái lông cái lá hay hạt bụi dính trên da của mình thôi. Còn loại đó là tắm cái là trôi xuống hầm cầu hết à. Không không ngại gì bọn đó hết. thôi thì bây giờ chúng chẳng chỉ biết là động viên anh em hay làm bây giờ ấy, làm sao nhá, đã có nghĩa có tình mọi người tin tưởng rồi thì cái quan trọng nhất là phải đảm bảo sức khỏe cho mình và gia đình đã này, bởi vì gia đình là hậu phương giúp đỡ mình trong cái việc mình ra tiền tuyến nhá. Lực lực hiểu Dạ chuyện dạ không? dạ Mình đã đi đến những khu vực ấy rồi thì ở nhà có vợ có con có anh có em có bạn có bè, người ta giúp mình ở nhà các công việc ở nhà đấy là hậu phương, còn mình đi tiền tuyến thì làm sao phải đảm bảo cái sức khỏe an toàn cho mọi người, được hiểu không? Rồi thì các cháu cũng cố gắng hết sức. Còn bên cái vấn đề mà bên chú á, là tụi nó có điện hay cái gì chú á, nó không dám đụng đến chú đâu, giái nó bằng quả bóng. Ôi, ông nội nó sống dậy, đào mồ sống dậy không dám đến đụng đến chú, cho nên là không có vấn đề gì mà phải luôn luôn ngại. Tụi nó thích thì thử coi đó, cho địa chỉ đấy, nhà cửa tao đó, mày ngon mày cứ xuống, mày giỏi mày xuống đi, mày xuống cái là mày 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 mang luôn cả quan tài xuống để mình rồi rồi mày kêu người nhà xuống mày chở mày về. Chứ chú phải căng lên, Nó không biết nữa thì thừa chặt chứ, luôn. hiểu chưa, nó biết thừa chứ, nhà chú thì con hóa đi lại gần 2 năm mà nó biết thừa chứ, Nó thế xuống nhưng đó liệu chú có coi có dám cái đến chuồng hay khí, chú coi có cái chuồng xí mà cái chỗ ẻ nào của chú đem ra đó cho nhật đầu nó xuống đó cho cháu ok. không, cái đó tự hoại thì đầu nó chui đấy không vừa. Bảo nó há cái mồm ra là thay cái tự hoại, thay cái cầu tiêu nhà chú luôn. Như cái bảo nó như vậy, khích nó cho nó về thử coi nó có dám về hay không. Chú rất mong một khi thằng nào thích nhé mà nghe con Hoa về đây thế thôi, Chú thấy không, các cháu đây này, số các cháu mà đây nhất này là có bao giờ nó dám điện đâu, không bao giờ nó dám điện như các cháu. À, cái loại anh hùng rơm các cháu thách thức tụi nó đến mức độ vậy, có thằng nào dám điện, kể cả đến thằng Hưng hầm cầu nghe đâu xăm trổ con rồng con giun lên chân nó, cháu gọi được ba câu tắt máy cái rụp, có dám nói nữa đâu. Bọn nhát gan, bọn thỏ đế, bọn đi lừa đảo nó mà dám gì chơi với mình à. chung nha, mà nói chẳng qua là bây giờ nó đang có cái âm mưu gì khác chú còn đang nghiên cứu, tại sao một thời gian này là nó cứ điện suốt để nó công kích chú, nó chửi chú, Âm mưu gì chú, thì người trong thế mà nhà chú nó vẫn nói cay, này mỗi lần mà nó thèm thuốc ấy, nó không có tiền thì nó lại nhớ đến chú thôi chứ có gì đâu. hôm nay chú bảo này này, tao tao nể mà xoay thôi nha, chứ còn nếu như không nhá ta di chết cả mẹ con đó luôn, bởi vì nhá chúng mày dám cộng tác với nhau để lừa đảo tao. Xong bây giờ lại còn muốn làm đơn kiện tao, ở kiện đi, ta rất thích kiện để ra công chúng, ra cơ quan pháp luật, ta nói hết không còn gì để nói nhá. Tuy nhiên thằng này chắc chắn một điều rằng là nó có cái âm mưu gì để nó giết hại con Hoa đây, nên nó mới chọc vào chú đấy.
Âm mưu gì chú, bọn đó nó lừa đảo nhau á, nó đi lừa người không được, đến khi thì nó cũng quay lại nó lừa nhau thôi. Chứ đến cái thằng Thanh Hóa, thằng Hưng Hầm Cầu với ba cái con Hầm Cầu đó thì ba đứa đó được cũng quay đi quẩn lại được cũng lừa nhau cả thôi, đến khi không có cái đút vào mồm thì cũng cắn nhau để mà lấy cái mà đút vào mồm thôi, chứ không lừa được người ngoài thì phải lừa đến người trong gia đình, như con Hoa Hầm Cầu đó thì lừa cả anh em trong nhà rồi còn gì nữa. Rồi, mà cái đó là đúng rồi, nó lừa cả chị cả em cả anh rồi, cái chuyện đó là ngày trước, còn bây giờ thì chưa biết Dạ, nha. cái Chứ lối còn sống đúng của ra mà nó nói nó cái chính chuyện như đó là vậy chưa biết. rồi thì Chú đã điện cho bảo anh rồi, thế nhưng bà bảo tôi không quen số máy nên không biết chuyện. dễ gì mà nó nghe chú. Bây giờ là không ấy thì cũng phải sợ em của mình hay con của mình, biết là nó hư hỏng, biết là nó sai phạm ấy, nhưng mà sợ vô tù thì cũng xấu hổ với bà con hàng xóm láng giềng chứ. Rồi không lẽ là đứng lên lại nói xấu cái em của mình, nói xấu con của Còn mình. cái số máy của bà mẹ anh Hoa ấy là không phải đâu, số máy là chính số máy của anh Hoa mà ấy liên lạc với chú từ 2 năm 18 Thế nhưng về giờ nó đưa cho bà ấy cầm cái máy đó, là cái số 882 đuôi đấy, liên lạc với chú từ 2 năm 18 bây giờ nó vẫn phải giữ. Còn cái thằng mà đang điện cho chú á thì hỏi là mày có mắt hay không, sao thằng Lực Tàng với công Trần nó để số lên đó, sao mày anh hùng vậy mày không dám điện cho tụi nó vạch mặt tụi bay vậy, mà tụi bay sao không dám điện cho nó mà bị điện cho ông già như tao đây mà bay có thấy xuất hiện đâu, tao thách tụi bay đấy, chú cứ nói vậy đấy. Không phải, bởi vì nhé, các cháu chưa nói thì chú chưa được phép nói cái chuyện đấy nhé. Hỏi nó có gan á, nếu nó điện cho chú á, đứa nào điện cho chú đưa số của cháu cho nó đó, mày gan mày điện cho thằng này này, thằng này nó chuyên ăn thịt người này, nó chuyên đi bắt cái bọn lừa đảo như tụi bay này đấy, bay cay cú bay điện cho nó để coi nó nói chuyện như thế nào, chú cứ nói vậy đưa số của cháu cho nó. Bây giờ nhá, thì cái số nào để điện được để chú sẽ bảo cho nó. Số 0325 đấy chú, cái số 0325 765 761 mà cháu đang để trên màn hình này đó. Rồi rồi rồi, chú biết rồi. Đó, đó số cháu á, Được được chứ biết thằng nào số con nào anh hùng chị đại không, đại ca cộng cán giang hồ đâu á mà gọi điện đến mà hù dọa chú à, đó cháu tao đó mày ngon mày điện rồi đó, thằng Lực Tàng ấy gọi điện nói chuyện với nó cho địa chỉ cho vô mà tìm nó chứ ấy, nó vạch mặt tụi bay đó, thằng đó là chuyên đánh những cái bọn lừa đảo như tụi bay ấy. Nhận tụi bay xuống Hầm Cầu đó, chú nói chú ừ. căng đét cho nó điện cho cháu, có anh dám điện không? Tức là bây giờ cái số này nhá, là cháu cho phép chú là Đó nếu như bọn nó mà điện cho chú là chú sẽ cho số này để điện lại, đúng đúng rồi, chú cứ cho thoải mái, cháu chỉ sợ là tụi không? nó không có tiền để điện cho cháu rồi kìa, chứ còn cái số đó thì chú cứ đưa thoải mái, mà cháu đưa lên cả cộng đồng ai cũng biết hết rồi mà. Không đưa lên trên ấy thì không nói rồi nhá, đưa lên trên là quyền của cháu, thế nhưng bây giờ chú cho người ta là cái việc đó phải hỏi đó chứ, Chú cứ đưa thấy thoải mái cái số cháu đó, bảo không? nó là điện liền với cái số như này là tao tao hắn cho cái địa chỉ rồi hắn tìm ra đến nơi luôn chứ. À, giỏi thì có bản lãnh thì gọi vào đó nhá, cứ nói vậy. Còn chú hỏi nó là tụi bay có tiền nạp cạc điện thoại không, nếu không có tiền á thì để tao gửi tao bắn tiền qua cho mà nạp cạc mà điện cho nó, chứ tao sợ tụi bay không có tiền đó, giờ tiền chích hút tiền ăn của tụi bay còn không có thì lấy đâu ra mà tiền nạp điện thoại để đi gọi cho người ta để mấy chuyện đó. Bắn cho mấy cân nhãn ấy, xong thì Dạ. Hỏi hỏi tụi bay mà có đói, tụi bay mà có đói ăn quá về đây với tao không, về về nhà tao đây nè đó, chui xuống Hầm Cầu tao ấy, tao ỉa lại cho mà ăn chứ. Thôi được rồi vậy đi, vậy đây cháu ghi âm đây rồi tí nữa cháu đưa lên cho cộng đồng mạng, hắn lại điện hắn công kích thù dọa chú này kia nhưng mà lại gặp đúng phải đối thủ cứng cho nên là cái bọn không có tiền để nói chuyện, thì tôi cái số điện thoại đó thì để cháu đưa lên rồi cộng đồng mạng cũng biết rồi đó, có gì khán giả sẽ điện thoại để chăm sóc nó, còn chú thì không thích nữa thì chú cứ chặn số điện thoại của nó lại để khỏi phải mất công nha chú. Nó có tiền nó cứ điện không phải chặn, chú không nghe mà chú nghe cái việc khác, bởi vì cái nào mới khác nhé. Thế nha, chúc cháu với gia đình mình khỏe nhá, cố gắng động viên vợ con, nhưng bây giờ nó cũng mệt thế không phải không đâu nhá, bởi vì mình đi là hậu phương cho mình nhá. Dạ, thì cháu cũng đang kêu gọi được số ít nữa đây, nhưng mà cũng người đang mệt mệt nên cháu chưa đi giúp bà con được, để cho mà hết mệt như cái đã rồi mới đi tiếp được.
Thì thôi thì chú giữ gìn sức khỏe nha. Còn cái bọn tạp nham đó thì để các cháu xử lý cho. Chú thì nó điện thoại trả qua chỉ có gọi như là hắn muốn nó cái lỗ đích chú thôi chứ hắn không làm gì được chú đâu. Đấy, số cháu đó cứ bảo đưa cho nó rồi gọi giỏi thì điện vô cho thằng Lực Tàng á. Đó. Rồi, ok đi. Rồi, vậy chào Chúc chú may nha. mắn sức khỏe nha. Dạ. Ừ, rồi.